Thưa quý vị, Đà Nẵng là địa phương luôn có nhiều chính sách chăm lo cho trẻ em trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, vui chơi giải trí, đồng thời chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường là chủ trương của thành phố được các cấp các ngành quan tâm và đồng tình ủng hộ. Thời gian qua, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng chú trọng thực hiện công tác xây dựng văn hóa trường học và phòng chống bạo lực học đường tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thông qua các hoạt động ngoại khóa. Trong các môn học, học sinh được tuyên truyền giáo dục các nội dung về phòng chống bạo lực học đường, các kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý các em, qua đó nâng cao ý thức hạn chế được các mâu thuẫn, nhận biết các hành vi đúng đắn để khắc phục tình trạng bạo lực học đường và tự bảo vệ mình. Thông qua những giờ chầu cờ, tuyên truyền để trẻ em biết tình yêu thương, đoàn kết, biết chia sẻ lẫn nhau để tránh cái tình trạng bạo lực học đường. Cái thứ hai này là bảo vệ trẻ em, tuyên truyền cho các em biết về cái quyền của trẻ em trên bốn nhóm quyền, đó là quyền được bảo vệ, quyền được tham gia tất cả các hoạt động và cũng như là cái quyền phát triển. Ngoài việc bảo vệ trẻ em tại gia đình, nhà trường, thì việc bảo vệ trẻ bên ngoài xã hội trên không gian mạng cũng là vấn đề quan trọng và cần thiết. Điều đó cần sự phối hợp của các tổ chức xã hội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các cơ quan công an, chính quyền địa phương nhằm chung tay xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của thành phố. Đối với thành phố Đà Nẵng thì trẻ em vì đối tượng hướng đến thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã hưởng ứng tích cực. Ở đến nay thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã nhận được số lượng đăng ký trẻ đỡ đầu đã đến 210 cháu. Để thấy rằng là cái chương trình đã tạo sự lan tỏa rất là lớn trong các cấp hội. Vì vậy, để mỗi mầm non tương lai được phát triển một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân.